Hello, dạ, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay là năm tây tháng 9 rồi. Tất nhiên là khoảng trong vòng tuần này thì cái vụ việc của cô Nguyễn Phương Hằng có thể là nó có những cái chuyển biến mới đó cả nhà. Và trong thời gian qua thì chúng ta thấy dường như là có hai cái luồng ý kiến trái chiều nhau, và thậm chí là hai cái luồng ý kiến này công kích lẫn nhau. Ở bên phía mà yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng thì đương nhiên người ta mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất căn cứ trên những cái sự việc đã diễn ra. Còn ở bên phía ngược lại, những cái người mà không thích show Nguyễn Phương Hằng, thậm chí là những cái kẻ không biết là họ vì lợi ích gì mà họ chuyên dựng chuyện xuyên tạc, rồi đưa những cái thông tin sai lệch về cô Hằng, về chú Dũng, rồi về Đại Nam. Và trong cái sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng đó thì họ cũng thường đưa ra những cái nhận định rất là ác cảm, rất là kêu bằng thổi phồng sự việc liên quan đến show Nguyễn Phương Hằng. Thế cho nên đó, mới đây mình thấy có một cái bài nhận định khá là khách quan, khá là chính xác liên quan đến siêu Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì chúng ta biết rằng trong thời gian tới đây thì cái vụ việc nó sẽ sáng tỏ và mọi cái đồn đoán hay là những cái thông tin bên lề nó sẽ dừng lại. Tuy nhiên á, thì chúng ta cũng phải cần một cái nhận định sắc sảo và có cái tính pháp lý liên quan đến siêu Nguyễn Phương Hằng. Thế cho nên mình xin chia sẻ một cái bài đăng của cái bác này gọi là cử nhân luật, một cái người rất là kỳ cựu trong cái ngành luật, và bác đưa ra những cái nhận định cũng như là những cái quan điểm xung quanh cái chuyện của sư Nguyễn Phương Hằng. Và mình xin nhắc lại, đây là cái bài đăng của một cái bác cử nhân luật, thì mọi người có thể đánh giá bài đăng này là đúng hay sai hay là như thế nào đó, thì mọi người sẽ có một cái cảm nhận, một cái nhìn nhận riêng ha. Và một cái bài đăng này theo mình đánh giá thì cũng khá là hay, có rất là nhiều những cái chứng lý để chúng ta tham khảo ha. Cụ thể thì đầu tiên á, là bác nói về điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Tất nhiên là chúng ta tìm hiểu thì phải tìm hiểu cặn kẽ ha. Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, thứ nhất á, là cái người nào mà lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tức là có án treo và có án tù luôn. Thứ hai nữa là phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù. Và cái quyền tự do dân chủ được quy định cụ thể như sau. Theo điều 24, 25 Hiến pháp năm 2013 có quy định về quyền tự do dân chủ của công dân cụ thể như sau. Thứ nhất á, là người dân sẽ có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước sẽ tôn trọng và bảo hộ cái quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật hoặc là xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo được bình đẳng trước pháp luật. Và thứ hai nữa là công dân có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin, tự do ngôn luận, biểu tình, lập hội, hội họp. Các quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Khi mà thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không được ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân khác. Trong đó thì quyền tự do báo chí là sáng tạo tác phẩm, cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin, phản hồi thông tin có liên quan đến báo chí. Thứ hai là quyền tự do ngôn luận là cái ý kiến cá nhân tiếp nhận, truyền đạt thông tin, tự do tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực đời sống xã hội. Rồi thứ ba nữa là quyền tự do hội họp là tập trung nhóm để trao đổi kiến thức, ý kiến về các lĩnh vực và các vấn đề nhất định. Quyền tự do lập hội là thành lập ra các hội, các nhóm nhất định nhằm phục vụ cho sự phát triển và tiến bộ xã hội. Ngoài ra, công dân có quyền ứng cử, bầu cử, tố cáo, khiếu nại, vân vân theo quy định của pháp luật. Như vậy đó là công dân phải có hành vi xâm phạm các quyền tự do dân chủ ở trên thì mới cấu thành cái tội 331 Bộ Luật Hình Sự được, đúng không? Tức là xâm phạm những cái quyền như tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, rồi những cái quyền tự do khác, thì nó mới cấu thành tội phạm. Và phải khẳng định cái quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân rất rộng, nó phủ khắp các mối quan hệ xã hội trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính và lao động, và không có bất cứ một điều luật nào điều chỉnh mỗi cái hành vi trên, và mỗi điều luật chỉ điều chỉnh một hay một nhóm hành vi nhất định. Chẳng hạn như cái điều 331 Bộ Luật Hình Sự thì không quy định rõ cái quyền lợi,
không những cái lợi ích hợp pháp của nhà nước hay cơ quan, tổ chức, cá nhân là cái quyền cụ thể nào, dẫn đến cách hiểu sai lầm bất cứ cái hành vi xúc phạm nào đến các chủ thể trên đều vi phạm cái điều 331 Bộ luật hình sự. Chính cái sự không rõ ràng này bị lên án, phê phán điều luật này nó mơ hồ, không minh bạch, thiếu sót lớn này cần phải được sửa đổi bổ sung để điều luật đi vào thực tế đời sống, tạo ra cái cách giải thích, cách hiểu, cách áp dụng thống nhất cho các cơ quan tham gia tố tụng và mỗi cá nhân. Và trở lại với cái vụ án của Nguyễn Phương Hằng, thì ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo điều tra, thì vào khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, rồi bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của các ông như là HL, MO và bà HN, đối chiếu các quyền tự do về đối chiếu các quyền cụ thể về tự do dân chủ tại điều 24-25 Hiến pháp năm 2013, thì Nguyễn Phương Hằng không xâm phạm các quyền này của Hoài Linh, của Hàng Ni, của Vi Oanh và không hề cản trở, gây khó khăn hay là hạn chế các quyền này của những người trên. Ai cũng biết cái tội xúc phạm đời tư, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân được điều chỉnh trong một cái điều luật khác. Cụ thể là điều 155 Bộ luật hình sự 2015 có quy định. Thứ nhất, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Thứ hai là phạm tội một trong các trường hợp sau thì sẽ bị phạt từ 3 tháng đến 2 năm, bị phạt tù 3 tháng đến 2 năm. Thứ nhất là phạm tội 2 lần trở lên, thứ hai là đối với 2 người trở lên, thứ ba là lợi dụng chức vụ quyền hạn, thứ tư là đối với người đang thi hành công vụ, thứ năm là đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình, thứ sáu là sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, cái nữa là gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60%. Thì rất rõ ràng, Nguyễn Phương Hằng không bị khởi tố điều tra theo tội danh này. Cần đặc biệt lưu ý, cái tội xúc phạm danh dự nhân phẩm có mức hình phạt thấp hơn cái mức hình phạt theo điều 331 luật hình sự. Bởi vì cái khung 2 là tối đa đến 7 năm tù. Và chỉ có tối đa là 2 năm tù. Không hiểu vì lý do gì mà cơ quan tố tụng áp dụng điều 331 bộ luật hình sự mà không áp dụng đúng luật theo cái điều 155 bộ luật hình sự. Nếu thực sự Nguyễn Phương Hằng cố ý vi phạm điều luật này, và cần nhắc lại cái nội dung vụ án là Hoài Linh thì rõ như ban ngày, anh ta có nhiều video clip, hình ảnh chung với Lan Bâm, Võ Hoàng Yên. Chính anh ta cũng thừa nhận có cái việc là ém nhẹm trên 14 tỷ đồng tiền từ thiện. Và hai đứa Hàng Ni, Vi Oanh, như Nguyễn Phương Hằng từng nói, không hề quen biết, không hề có bất cứ mối quan hệ nào. Chúng vô cớ nhảy vào khiêu khích, cà khịa, tấn công cá nhân, tấn công gia đình, công ty du lịch Đại Nam của Nguyễn Phương Hằng. Nghiêm trọng hơn, chúng còn xuyên tạc quỹ Hằng Hữu, chuyên tài trợ cho việc mổ tim, nạo uống thủy cho các bé gặp bệnh hiểm nghèo, bất hạnh. Chúng công kích vào cả những cái việc làm thiện nguyện của vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, cứu dân, hỗ trợ có hiệu quả cho nhà nước khi đất nước gặp khó khăn, hoạn nạn. Cái điều này, hàng triệu người biết, những cái việc làm tốt đẹp của sư Nguyễn Phương Hằng đã khiến bị can này nổi tiếng, được đông đảo người dân yêu thương, trân quý trong lịch sử tố tụng của Việt Nam. Và chính hành vi của Hàng Ni, của Vi Oanh chủ động tấn công sư Nguyễn Phương Hằng là lỗi cố ý nghiêm trọng, gây ra bức xúc, phẫn nộ cho Nguyễn Phương Hằng, buộc phải chửi lại. Và trong vụ này thì Nguyễn Phương Hằng là nạn nhân chứ không phải thủ đoạn. Nhớ chỗ này nghe cả nhà. Đó là trong vụ này Nguyễn Phương Hằng là nạn nhân chứ không phải thủ đoạn. Tuy vậy, cái việc những người chửi qua, chửi lại trên mạng xã hội hay là ngoài đời, ai cũng đã từng chứng kiến, nghe hàng ngày như cơm bữa, cả trong những cái xóm ngõ nhỏ. Nếu các cuộc cãi vã, chửi nhau không dẫn tới xô xát hay là gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của nhau, cũng chỉ nên coi là quan hệ dân sự và điều chỉnh theo luật dân sự. Hình sự quá, thậm chí là áp dụng pháp luật sai sẽ gây cho các cơ quan tố tụng mất uy tín, thậm chí gây thiệt hại cho người
do nhà nước khi buộc phải bồi thường oan sai, gây mất niềm tin vào cái sự lãnh đạo của đảng nhà nước. Bởi các lẽ trên, tôi hy vọng và rất mong các cơ quan tham gia tố tụng của thành phố Hồ Chí Minh sớm kiểm tra lại tất cả các quá trình tố tụng đối với Nguyễn Phương Hằng. Thiện ý cá nhân của tôi, Nguyễn Phương Hằng không phạm tội hình sự. Đó là cái bài đăng của cử nhân luật Bùi Mạnh Cảnh. Một bác này rất là có uy tín ở trong cái việc mà phân tích luật pháp. Cho nên mình chia sẻ cái bài đăng này để cả nhà có thể tự đánh giá và nhìn nhận cái vụ việc này theo cái chiều hướng nào ha. Bởi vì rõ ràng đến thời điểm này thì chúng ta cũng chưa thấy một cái nhận định nào cho nó công tâm, cho nó khách quan. Bởi vì những cái người mà cho là luật sư, luật gia gì ở bên phía mà không thích cô Hằng á, thì họ chuyên môn đưa ra những cái thông tin nó làm sao cho bất lợi nhất đối với cô Hằng. Còn ở bên những người yêu mến thì chúng ta cũng, những cái người mà luật sư chân chính hay là những cái người mà có tiếng nói đó, thì chúng ta cũng ít khi thấy họ lên tiếng. Cho nên khi mà có cái bài đăng của bác Bùi Mạnh Cảnh thì mình rất là muốn chia sẻ để cả nhà có thể tự cảm nhận, tự đánh giá về cái vụ việc này ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.